Trương Lệ Hoa, mỹ nhân hát khúc Hậu Đình Hoa. Trong văn học Trung Quốc, bài thơ Bạc Tần Hoài, tức Đêm đậu ở bến sông Tần Hoài, của thi nhân đời Đường là Đỗ Mục được nhiều người nhắc nhở. Cảm khái cho câu chuyện tình của nam Trần Hậu Chủ Thúc Bảo và mỹ nhân tuyệt sắc Trương Lệ Hoa, Tần Hoài là địa danh nổi tiếng vùng Kim Lăng, Giang Nam với những ca lầu tiểu quán dọc hai bên bờ sông. Ngày cũng như đêm nhộn nhịp khách văn nhân, tiếng đàn địch sướng ca hầu như không dứt. Tuy Đỗ Mục chê trách: thương nữ bất chi vong bất hận, cách giang vô sướng Hậu Đình Hoa. Tức, đàn bà đâu biết hận vong quốc, mải mê hát bài Hậu Đình Hoa. Nhưng về mặt văn chương thì đó là một bài tuyệt bút khiến người ta nhớ mãi. Nguyên văn như sau: Yên lung hàn thủy nguyệt lung xa, dạ bạc Tần Hoài cận tiểu gia. Thương nữ bát chi vong quốc hận, cách giang do sướng Hậu Đình Hoa. Dịch: sông Tần khói tỏa trăng in, bên ngoài quán rượu con thuyền đêm qua, mặc ai tan nát cửa nhà, chị em vẫn hát bài hoa sau vườn. Vào thời Nam Triều ở Trung Quốc, Trần Bậc Tiện chỉ là viên quan nhỏ ở Triều Lương, nhờ công trấn áp nổi dậy của nhân dân Giao Châu nên được thăng dần lên tới đốc hộ Tây Giang kiêm thái thú Cao Yêu. Sau này Trần Bậc Tiện lại mang quân đánh bại Hầu Cảnh nên quyền thế càng lớn mạnh, phế bỏ Tiêu Phương Chí, tự lập ngôi đế, lấy quốc hiệu là Trần, tức Trần Võ Đế. Năm 560, Võ Đế truyền ngôi cho con là Trần Thiến, xưng hiệu là Trần Văn Đế. Thời kỳ này ở đất Giang Nam, gia đình của Trương Miệt Tượng tất nghèo hèn, sinh con gái cũng như con trai đều tầm thường, thậm chí còn có phần xấu xí khiến hai vợ chồng đều thất vọng. Bất ngờ khi sinh đứa con cuối cùng lại khác hẳn mấy anh chị em. Người con gái mới sinh ra đã có nét đẹp khác lạ, da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy biểu lộ một đầu óc thông tuệ, thân hình tuy còn nhỏ bé nhưng vẫn thoát ra vẻ thanh tú, yêu kiều. Trương Miệt Tượng hết sức vui mừng, đặt tên cho con là Lệ Hoa. Càng lớn lên, Lệ Hoa càng diễm lệ. Tuy phải mưu sinh vất vả nuôi mẹ cha nhưng phong thái ôn nhu yểu điệu chẳng khác gì con nhà vương tôn quý tộc. Thấy con xinh đẹp, Trương Miệt Tượng chẳng những không vui mừng mà còn có khi than thở với mọi người: Lệ Hoa nhà tôi chẳng khác gì tiên nữ xuống trần. Đáng ra nó phải có được đời sống vinh hoa phú quý, tiếc rằng sinh vào nhà hạ tiện, lấy gì mà chu cấp cho con đầy đủ. Chẳng những vậy, Lệ Hoa còn phải phụ giúp cha mẹ sinh nhai, vất vả khổ nhọc thì thật uổng phí nhan sắc trời ban cho. Tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng. Lúc đó, Trần Văn Đế đã lập người con của dòng chính là Tuyên Đế Trần Nhu tên Trần Thúc Bảo làm Đông Cung Thái Tử. Thúc Bảo mới mười mấy tuổi, tính tình còn trẻ con nên rất hay cùng thuộc hạ rong chơi nơi phố phường hoặc du ngoạn nơi ngoại thành. Một lần kia, Trương Lệ Hoa theo chị ra chợ bán số hoa sen hái được, rồi ấy số tiền nhỏ nhoi ấy mua các vật dụng cần thiết cho gia đình. Tình cờ Trần Thúc Bảo đi du ngoạn trở về qua phố chợ, nhìn thấy Trương Lệ Hoa nhan sắc rực rỡ, làn da trắng muốt, đôi môi phớt hồng, còn đẹp hơn cả hoa sen mà nàng đang cầm trên tay thì như bị hớp mất hồn vía, ngẩn ngơ đứng nhìn không chớp mắt. Thúc Bảo về cung, đầu vẫn còn tư tưởng đến bóng dáng yêu kiều non trẻ của Trương Lệ Hoa, không sao nén được nỗi lòng, sai người hầu đi dò hỏi tông tích rồi bỏ số tiền lớn ra xin mua về làm thiếp. Trương Miệt Tượng như người trên trời rơi xuống, mừng rỡ khoe với mọi người, phải như vậy thì trời mới có mắt. Chẳng lẽ sắc đẹp của con tôi như vậy mà trời đành để mai một ở nơi hèn kém này hay sao? Dù chỉ là thân phận tiểu thiếp của thái tử, nhưng khắp vùng này chưa ai được diễm phúc như vậy. Từ đây trở đi, họ Trương này mới được nở mày nở mặt. Sở dĩ Thúc Bảo xin mua Lệ Hoa làm tiểu thiếp là vì mới 16 tuổi đầu nhưng hoàng gia đã lo lắng về việc con cái nối dõi. Nên năm trước đã tiến hành cưới hỏi cơ thiếp cho Thúc Bảo nhưng chưa đủ số. Theo chế độ của các vương hầu nhà Trần thì cơ và thiếp đều là vợ lẻ, được quyền có nhiều ngoài chính thê là thái tử phi. Vì vậy Trương Lệ Hoa vào cung chỉ giữ danh phận tiểu thiếp. Tuy nhiên Thúc Bảo còn quá trẻ, Lệ Hoa lại trẻ hơn. Đôi trai gái tuy chuyện trò rất tâm đắc, tính tình hòa hợp nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện ái ân. Thúc Bảo coi nàng như một người bạn gái mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh như tên bay, 6 năm chớp mắt trôi qua, Thúc Bảo đã là một thiếu niên khỏe mạnh ở tuổi 22. Việc gặp gỡ giữa hai người vẫn xảy ra thường xuyên nhưng Trương Lệ Hoa đã biết e lệ, đỏ bừng đôi má khi Thúc Bảo thân mật ôm vai, nắm tay trò chuyện. Lúc này Thúc Bảo còn rất rảnh rang, rất thường hay cùng Lệ Hoa sánh vai dạo chơi hoa viên hoặc du lãm một vài danh lam thắng cảnh gần kinh thành. Sau đó một năm, Trương Lệ Hoa sinh cho thái tử một đứa con trai đỉnh ngộ, đặt tên là Trần Thâm. Khi Tuyên Đế băng hà,
Thái tử Trần Thúc Bảo được triều thần Tôn Phò lên làm hoàng đế, sử sách gọi là Trần Hậu Chủ, đổi niên hiệu thành Chí Đức. Lên ngôi rồi, Trần Hậu Chủ phong cho Thái tử phi họ Thẩm làm hoàng hậu. Thật ra Thẩm hoàng hậu là người do hoàng tộc đứng ra quyết định hôn nhân. Lúc ấy Trần Hậu Chủ cũng còn nhỏ nên không hề có chút tình cảm nào, chưa nói gì đến tình yêu. Ngay cả việc phong hoàng hậu cũng chỉ là giữ gìn ngôi thứ theo phép tắc hoàng gia mà thôi. Trong lòng Trần Hậu Chủ duy nhất là hình bóng yêu kiều của Trương Lệ Hoa. Tuy có nhiều đại thần phản đối, cho Lệ Hoa xuất thân từ tầng lớp dân dã, không thể nắm quyền cai quản trong cung. Nhưng Trần Hậu Chủ gạt bỏ ngoài tai, lấy cớ nàng đã có con nối dõi, phong làm quý phi để mỹ nhân khỏi đụng chạm đến Thẩm hoàng hậu mỗi ngày. Trần Hậu Chủ ra lệnh cho Trương Quý Phi về ở kết ỷ các. Trần Hậu Chủ rất thích thi thơ, thường hay mời các danh nhân đương thời tham dự yến tiệc, nhờ họ sáng tác thơ phú diễn tả cảnh tượng hoa lệ ấy. Nếu có bài thơ phú nào danh từ diễm lệ thì được phổ thành khúc nhạc cho các cung nhân tập ca múa. Các danh nhân cũng biết, trong số mấy trăm mỹ nữ vây quanh, Trần Hậu Chủ vẫn có lòng sủng ái Trương Lệ Hoa nhất nên đa số các bài thơ phú đều tán tụng nhan sắc của nàng. Trần Hậu Chủ thích nhất là bài Ngọc Thọ Hậu Đình Hoa, bởi nó không những phô bày hết vẻ đẹp mê hồn của Trương Quý Phi, mà còn diễn tả được lòng sủng ái của mình đối với mỹ nhân như thế nào. Bài hát này nổi tiếng đến nỗi ngay đương thời cũng trở thành câu nói cửa miệng của dân gian khi muốn đề cập đến việc ăn chơi trác táng. Trong bài thơ Bạc Tần Hoài, thi nhân Đỗ Mục nhắc đến Hậu Đình Hoa chính là bài hát này. Trải qua mấy năm đất nước được bình yên, Trần Hậu Chủ mãi lo ăn chơi sa đọa mà không nghĩ gì đến sửa sang quốc sự, chỉnh đốn binh mã nên thế nước mỗi ngày thêm yếu kém. Trong mấy năm ngồi trên ngai vàng, Trần Hậu Chủ chưa bao giờ đến điện Cẩn Chính xem xét công việc. Bao nhiêu tấu chương đều dồn hết về Lâm Xuân Các, nhờ vậy mỗi lần hoàng đế phê duyệt tấu chương, Trương Lệ Hoa đều có dịp ngồi chung. Tuy nàng không được học hành bao nhiêu nhưng bản chất trời cho rất thông tuệ, nhiều lần chỉ cho Trần Hậu Chủ những chỗ sai sót và cũng đưa ra được một số quyết định hợp lý. Vì vậy, Trần Hậu Chủ không những sùng ái mà còn có ý kính nể Trương Quý Phi. Quá quen thuộc với triều chính, dần dần Trương Lệ Hoa có ý nghĩ, nhà họ Trương của ta mấy đời nay đều nghèo khó. Này ta được cơ hội nắm quyền hành trong tay thì tại sao không vực gia tộc họ Trương lên một mức cao hơn? Nếu không cao sang thì cũng phú quý, có vậy ta mới thỏa lòng. Từ đó trở đi, Trương Lệ Hoa ngầm sai các hoạn quan liên lạc với giới vương tôn quý tộc. Bất cứ ai muốn thăng quan tiến chức đều có thể nhờ mình giúp đỡ, đánh đổi bằng những số tiền bạc, châu báu khá lớn. Chẳng bao lâu, Trương Lệ Hoa đã thu góp được một số vàng bạc rất lớn, sai người chuyển về nhà họ Trương cất giữ. Việc mua quan bán chức rất trôi chảy, nên sau này Trương Lệ Hoa nổi lòng tham, can thiệp về cả hình phạm. Dù tội nhân có tội tày trời, hễ qua tay của Trương Quý Phi đều được miễn giảm hoặc không cứu xét nữa. Trương Quý Phi càng giàu có bao nhiêu thì bọn thuộc hạ và gia tộc họ Trương cũng thu vét được bấy nhiêu, làm cho xã hội nước Trần thêm suy tàn hủ bại. Khi ấy Trần Hậu Chủ theo lời bá quan đã lập con của Thẩm Hoàng hậu là Trần Dần lên làm thái tử. Trần Dần nhìn biết hành vi của Trương Quý Phi, nhiều lần dâng sớ đàn hạch nhưng tất cả đều bị Trần Hậu Chủ vứt bỏ hết. Thái tử Trần Dần vô cùng tức giận, có lần nói với Tả Hữu, triều Trần chúng ta chắc chắn không còn nếu như trong hậu cung còn có Trương Quý Phi. Chỉ tiếc rằng hậu họa ngay trước mặt mà phụ hoàng quá u mê, vẫn nghe theo lời sàm tấu của Trương Quý Phi mà thôi. Ta thân làm thái tử, chẳng lẽ khoanh tay ngồi yên nhìn nước nhà chìm đắm? Bọn hoạn quan nghe được câu nói này, vội chạy về kết ỷ các lén thưa với Trương Quý Phi để tấn công. Thuộc hạ nghe thái tử bàn với Tả Hữu có ý muốn trừng trị Quý Phi và chê trách hoàng thượng u mê. Tuy việc chưa tới nhưng xin Quý Phi lo liệu đề phòng, đừng để nước tới chân mới nhảy. Trương Quý Phi nghe vậy rất lơ sợ, bàn với bọn hoạn quan thân tín, ta vốn không có ý đồ xen vào chuyện triều chính, nhưng việc đã vậy thì cũng phải tìm cách đối phó. Từ trước tới nay ta không quen dùng tới thủ đoạn âm độc, vì vậy chẳng biết tính toán ra sao. Các người có thể giúp ta một kế sách cho vẹn toàn hay không? Bọn hoạn quan liền thưa, chúng tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm, càng tính toán sự việc càng dễ vỡ lỡ. Muốn yên ổn thì Quý Phi chỉ cần khéo léo tìm lời tâu với Hoàng thượng phế bỏ Thái tử là xong. Và lại Quý Phi cũng có Hoàng tử, lại được Hoàng thượng tin yêu sùng ái thì tại sao không thể làm Hoàng Thái hậu? Trương Lệ Hoa liền nghe theo, tâu với Trần Hậu Chủ, thần thiếp tuy ở trong hậu cung nhưng cũng có nghe Thái tử nói nhiều lần lời xúc phạm tới Thánh thượng. Thái tử lại tỏ ý muốn giết thần thiếp và đứa con còn nhỏ dại là Trần Thâm để sau này bước lên ngai vàng không còn trở ngại gì nữa. Việc thái tử xúc phạm phụ hoàng thì thiếp không dám có ý kiến,
Riêng tính mạng của hai mẹ con đều do quyết định của Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng nghĩ tình bấy lâu mà cứu mẹ con thần thiếp. Trần Hậu Chủ hết sức kinh ngạc, ngày hôm sau gọi mấy tên hoạn quan vào hạch hỏi. Khi biết Thái tử Trần Dân quả thật có chê trách mình là u mê thì trong lòng đã nổi giận, nhưng không thể vì một lỗi nhỏ mà phế bỏ ngôi vị Thái tử được. Qua sự việc này, Trần Hậu Chủ càng tin tưởng Trương Quý Phi, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Trương Quý Phi được thể tung hoành triều chính, công khai ăn hối lộ, thưởng phạt tùy ý thích. Dương triều Nam Trần chẳng những hù bại mà còn hỗn loạn, chẳng còn thể thống gì. Ngược lại với nhà Trần, ở phương Bắc cũng có biến loạn. Tùy Vương là Dương Kiên nắm đại quyền trong tay, ép buộc Tĩnh Đế Bắc Chu mới lên 10 tuổi phải nhường ngôi cho mình, kiến lập nên nhà Tùy, xưng hiệu là Tùy Văn Đế. Nhờ Tùy Văn Đế là người hùng tài đại lược, chẳng bao lâu đã đánh dẹp toàn bộ các thế lực quân phiệt, thống nhất phương Bắc. Ông lại đưa ra một số cải cách khiến nước Tùy trở thành một quốc gia có nền kinh tế phồn thịnh, quân đội hùng hậu. Tùy Văn Đế không dừng ở đó, thấy đất đai phương Nam màu mỡ rộng lớn thì có ý dòm ngó. Tùy Văn Đế một mặt sai người dò xét tình hình nước Trần, một mặt chấn chỉnh quân mã để chờ ngày khởi sự. Khi ấy đang thời Tuyên Đế, ông vua này u mê chỉ biết trọng dụng các quan lại nịnh hót, chèn ép người tài nên kinh tế suy sụp, quân tướng chảnh mảng. Tùy Văn Đế cho là thời cơ đã đến, năm 583, điều động đại quân định vượt biên giới xâm phạm thì bất ngờ Tuyên Đế qua đời. Tùy Văn Đế là người biết lễ nghĩa, thấy vậy bèn dừng ý định xâm chiếm, rút quân và cho sứ thần đến kiến nghiệp phúng điếu theo đúng nghi lễ đế vương rất tử tế. Khi Trần Hậu Chủ lên ngôi, có rất nhiều đại thần khuyên nhà vua nên chấn chỉnh quân binh, đề phòng nước Tùy. Thế nhưng Trần Hậu Chủ nhớ lại việc trước kia quân Tùy đột ngột rút lui thì rất tự đắc, nói với quần thần, sở dĩ Dương Kiên không tiến quân là vì khi ấy nghe tin ta lên ngôi. Ta còn đây thì chẳng bao giờ Dương Kiên có ý định xâm phạm, các ngươi đứng quá lo lắng cho mệt tâm. Vì vậy Trần Hậu Chủ không lo ngại gì mối họa bên ngoài, suốt ngày đêm lo vui chơi cùng Trương Quý Phi. Dương Kiên cũng nghe quân thám báo, kể lại câu nói này của Trần Hậu Chủ, rất giận nhưng chỉ một thoáng đã lại bình tĩnh. Nói với quân thần, từ xưa đến nay, đã là đế vương thì ít nhiều cũng phải có tài năng. Thế mà không ít đế vương mất nước là tại sao? Ta cho rằng họ tự đánh mất địa vị của mình hầu hết là do tính kiêu ngạo mà ra. Nay Trần Thúc bảo không xem ta ra gì thì càng nên thúc đẩy cho hắn kiêu ngạo thêm nữa. Đến thời điểm, chúng ta xuất quân một lần là chắc chắn đại thắng. Sau đó, Tùy Văn Đế vẫn sai sứ giả sang nước Trần giao hảo. Mỗi khi có việc vui mừng thì đều biếu tặng nhiều phẩm vật có giá trị. Trần Hậu Chủ lại càng yên tâm hơn, ra lệnh ai nhắc đến nguy cơ bị nước Tùy xâm lấn thì sẽ giáng chức trị tội. Vì tốn phí quá nhiều trong các cuộc truy hoan, xây dựng lầu đại tráng lệ, yến ẩm liên miên nên cuối cùng quốc khố khánh kiệt. Trần Hậu Chủ không hề suy nghĩ xem tại sao, lập tức xuống lệnh tăng thêm tô thuế, làm cho nhân dân đã đói khổ càng thêm sơ sắc, tiếng oán than vang trời dậy đất. Trần Hậu Chủ nghe báo lòng dân hỗn loạn vẫn không động tâm, cười nói, bọn dân đen đời nào mà chẳng vậy, mỗi khi triều đình cần đến tô thuế thì lại kêu ca phàn nàn. Bọn chúng đâu có biết chính nhờ những chi phí ấy mà triều đình mới đứng vững, làm nền tảng cho dân chúng sinh hoạt làm ăn. Tên nào kêu ca, các ngươi cứ trừng trị thẳng tay cho ta. Bọn quan lại dưới quyền nhân cơ hội nảy bóp nặng dân chúng lấy tiền bạc, lạm dụng hình phạt đến mức chỉ vài năm, các nhà lao đã đầy chật phạm nhân. Thái tử Trần Dần không ngồi yên được, quyết định dâng sớ cảnh tỉnh vua cha. Trần Hậu Chủ còn tức giận trong lòng về việc thái tử khi trước đã phỉ báng mình, liền nắm lấy cơ hội, ghép Trần Dần vào tội khi quân bất đạo, giáng xuống làm thường dân. Dĩ nhiên khi ngôi thái tử bỏ trống, Trương Lệ Hoa ở bên cạnh ngày đêm ỏn thót, thì cuối cùng Trần Hậu Chủ phải bằng lòng cho Trần Thâm Thế ngôi thái tử. Địa vị của Trương Quý Phi càng được vinh hoa, nắm chắc danh phận Hoàng Thái Hậu trong tay. Khi Trần Hậu Chủ lên ngôi, đã 7 năm trôi qua, dương khí đã tàn tạ. Tùy Văn Đế liền bàn bạc với bá quan việc tiến hành chinh phục phương Nam. Để có chính nghĩa, Tùy Văn Đế sai các quan viết chiếu thư, kể hơn 20 tội lớn của Trần Hậu Chủ, ban bố cho toàn dân biết trước khi điều động các chiến thuyền vượt sông. Tùy Văn Đế cho con trai là Tấn Vương Dương Quảng thống suất đại binh ồ ạt kéo xuống phương Nam, bảy trận nơi Trường Giang, uy hiếp biên giới. Thứ sử Tương Châu là Thi Văn Khánh nghe tin này, vội vàng chạy về triều cấp báo cho Trung Thư Xá Nhân Thẩm Khách Khanh. Chẳng ngờ Khách Khanh gạt đi, cho biết Thánh Thượng đang dự định Tết Nguyên Tiêu này sẽ mở thịnh yến cho bá quan và dân chúng trong kinh thành vui chơi một ngày. Thánh Thượng đã hạ lệnh cho tất cả các chiến thuyền ở Trường Giang kéo về kinh thành,
treo đèn kết hoa thật hoa lệ. Thánh thượng đã chủ định rất kỹ lưỡng, gọi cả quan trấn thủ Giang Châu và Từ Châu về phó hội. Chắc chắn ngày hôm ấy kinh thành sẽ náo nhiệt chưa từng có. Nay chúng ta báo tin này thì thánh thượng không những mất vui mà lỡ như tin không đúng thì chúng ta làm sao giữ được cái đầu. Thi Văn Khánh nghe vậy sợ hãi nói, thế ngài định giấu tin này với hoàng thượng hay sao? Thẩm Khách Khanh trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định, chúng ta không thể giấu mà cũng không thể làm kinh động khiến hoàng thượng mất hứng thú. Chúng ta chỉ báo một nửa, tức là quân Tùy đang sửa soạn vượt sông rồi tùy ý hoàng thượng quyết định. Như vậy chúng ta không bị tội mà cũng không trách nhiệm gì. Thi Văn Khánh nghe theo. Ngay hôm ấy hai người vào cung tâu báo cho Trần Hậu Đế biết, cố tình nói mập mờ là quân Tùy không thể vượt sông ngay trong tháng này. Trần Hậu chủ không hề lo sợ, còn cười mà nói, trước kia quân Bắc Tề đã ba lần tấn công mà Kiến Nghiệp vẫn đứng như đồng, thì đủ biết Nam Triều vẫn còn dương khí đầy đủ. Quân Tùy không vượt sông là may cho chúng, nếu dám là tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Thi Văn Khánh và Thẩm Khách Khanh nghe vậy đều phụ họa, nịnh hót rằng Trần Hậu chủ quả là anh hùng đảm lược. Hai tên còn đoán chắc, nếu nhà vua mang quân đi chống đỡ thì quân Tùy không có đất mà chôn. Vì vậy việc sửa soạn cho Tết Nguyên Tiêu năm Trịnh Minh thứ ba vẫn được tiến hành khẩn trương. Ngay đêm Nguyên Tiêu, khi các thuyền chiến trang hoàng rực rỡ, rẽ nước sông lướt qua Hoa Lâu, nơi Trần Hậu chủ đang cùng với Hoàng gia Vương Tôn ngồi thưởng ngoạn. Chung quanh là hàng trăm mỹ nhân xinh đẹp như tiên nga uốn lượn, thân hình mềm mại đi lại thì biến chuyển bắt đầu xảy ra. Trần Hậu chủ đang cầm chum rượu, ôm Trương Quý Phi chỉ trỏ nơi này chỗ nọ, cùng nhau vui cười thì chợt có một viên tướng áo giáp trận còn vương bụi đường đột ngột ngay vào, miệng kêu lớn, nguy cấp, nguy cấp, thần là bộ tướng của thứ sử ở Hoành Giang xin được cấp báo chuyện quân tình. Hồ xong, viên tướng này nhìn quanh một vòng, tỏ vẻ ngại ngùng, vì là chỗ đông người không tiện báo tin cơ mật. Trần Hậu chủ tỏ vẻ là người độ lượng, cười nhạt rồi phán, nay trăm họ vui vẻ, người người hoan hỉ. Bá quan đều là người trung thành với nước nhà, chẳng có chuyện quân cơ gì cần giấu giếm. Người có tin gì thì cứ tâu thẳng ra đi, sao lại úp mở như vậy? Viên tướng thở mạnh mấy cái như để lấy lại tinh thần rồi rung giọng tâu. Thần được thứ sử Hoành Giang sai ngày đêm vượt đường dài về kinh thành cấp báo. Hôm qua quân Tùy đã huy động toàn bộ quân mã vượt sông. Trần Hậu chủ cả kinh, đánh rơi cả chén rượu chưa uống, còn bá quan ai nấy đều ngẩn người ra. Tiếng sinh phách nhã nhạc trong chớp mắt im bặt, chỉ còn tiếng reo hò hoan hô của dân chúng từ phía bến Tần Hoài vọng vào. Qua phút kinh hoàng, Trần Hậu chủ vội cùng mấy đại thần trọng yếu vào sau hậu điện để nghe viên tướng tường trình cho rõ ràng. Thì ra Tấn Vương Dương Quảng đã thám thính được việc Trần Hậu chủ vẫn quyết định tổ chức Tết Nguyên Tiêu cho toàn dân. Quân Tùy nhân cơ hội lơi lỏng ấy chia thành hai cánh vượt qua các sông ngăn chia làm biên giới. Các tướng Tùy là hạ nhược bậc vượt qua sông Trường Giang uy hiếp Quảng Lăng. Hàng Cầm vượt qua sông uy hiếp Hoành Giang. Sau khi chiếm được hai trấn, quân Tùy đã hợp binh tấn công Thái Thạch. Trần Hậu chủ hỏi đến đâu tai mắt như mở đi đến đấy, hết sức kinh hoàng vì quân Tùy tiến nhanh như gió thổi. Nếu không kịp chống đỡ thì Kiến Nghiệp sẽ thành cho bụi. Sau khi nghe báo là quân Tùy còn thừa thế chiếm cả Cô Tô, Tân Lâm thì Trần Hậu chủ hầu như chết cứng cả người, run run phán hỏi. Chấm nghe quan Trung Thư báo rằng đã cho quân tướng bố phòng cẩn mật nơi kinh khẩu. Chẳng lẽ quân Tùy lại hùng mạnh đến mức triệt hạ ngay được sao? Viên tướng Hoành Giang cúi đầu, thảm não nói, thần được biết, khi hạ nhược bậc tấn công kinh khẩu thì chẳng có ai ở đó. Tất cả đều về nhà vui chơi với vợ con, tất cả chiến thuyền đều được điều về kinh thành. Quân Tùy vượt qua bao giờ chẳng ai hay biết chứ đừng nói gì đến chống cự. Trần Hậu chủ qua phút kinh hãi đã lấy lại được sắc khí trên mặt, gật đầu nói, thôi, cho người lui ra. Để chấm cùng các đại thần bàn việc quân cơ. Ở Thái Thạch đã có Từ Tử Kiến chấn giữ, quân Tùy không thể ngày một ngày hai đánh chiếm được đâu. Khi quân tướng bái tạ lui ra, Trần Hậu chủ liền lệnh cho Thẩm Khách Khanh cấp tốc điều quân mấy chấn tiếp viện cho Thái Thạch. Nếu chấn này giữ vững thì còn có thời gian huy động toàn quân bảo vệ kinh thành. Tiếc rằng trí óc Trần Hậu chủ qua thời gian ăn chơi trụy lạc đã quá mòn mỏi, tính toán không đúng với sự thật. Cái tin quân Tùy vượt sông tấn công dù đã được giữ kín nhưng chẳng hiểu tại sao lại truyền ra ngoài nhanh như điện chớp. Lúc Trần Hậu chủ lui vào trong bàn chuyện cơ mật thì hầu như mọi người trong lễ hội đều đã biết, lập tức tiếng ồn ào náo nhiệt được thay bằng tiếng kêu gọi thất thanh. Thuyền hoa chạy tứ tán, tơ trúc im bặt, đèn đuốc vẫn sáng rực trời nhưng chỉ soi tỏ cảnh tượng hỗn loạn. Người người tranh nhau chạy về thu xếp tài sản, kinh đô Kiến Nghiệp trong chốc lát đã chìm vào bầu không khí thê lương. Trời chưa sáng hẳn,
ngựa xe còn vứt bỏ vương vãi trên phố phường, đèn đuốc chưa kịp tắt hết thì lại có tin xấu đưa về. Viên tướng được Trần Hậu Chủ tin tưởng cho trấn giữ Thái Thạch là Từ Tử Kiến chạy về kinh đô, theo sau chỉ còn mấy tên kỵ binh, người nào cũng sơ xác, dung phục đẫm máu đào. Phòng tuyến Thái Thạch thất thủ có nghĩa là quân Tùy không còn gì cản trở, chỉ trong thời gian ngắn là có thể uy hiếp kinh thành. Nhìn thấy mặt Từ Tử Kiến, Trần Hậu Chủ mới chợt nhớ ra, vài ngày trước đây ông có nhận được văn thư cấp cứu của hắn. Trong văn thư này, Từ Tử Kiến trần tình rất rõ thực lực hai bên, đoán chắc là quân Tùy sẽ nhanh chóng vượt sông, xin được tăng thêm quân mã phòng thủ chặt chẽ dọc theo các con sông. Khi ấy Trần Hậu Chủ chỉ đọc qua loa, không mấy lo ngại nên cũng chẳng đưa cho Trương Quý Phi xem. Không còn hồn vía nào nữa, Trần Hậu Chủ vội ra lệnh cho Tiêu Ma Kha làm đại đô đốc cùng với các tướng Phan Mạnh, Phan Nghị, Tư Mã Tiêu và Thi Văn Khánh mới chạy về, thi nhau ra bố phòng trấn giữ chung quanh thành. Tất cả những người còn khỏe mạnh, bất kể là nam hay nữ, Nì Cô hay Hòa Thượng cũng đều phải xung vào đội ngũ, tùy theo sức khỏe mà chiến đấu hay làm lao dịch. Số quân ô hợp này tuy đông mà chẳng có thực chất, Trần Hậu Chủ cũng biết như vậy nhưng tình hình quá cấp bách. Bất đắc dĩ phải trưng dụng, hy vọng quân Tùy thấy đội ngũ nước Trần đông đảo thì dùng tay mà chưa tiến đánh vội. Thêm một lần nữa, sự tính toán của ông vua giỏi ăn chơi nhưng bất tài lại đem đến sai lầm tệ hại. Đội quân ô hợp này chưa kịp giao chiến đã rối loạn hàng ngũ, tạo nên một luồng điện khiếp đảm lan truyền khắp nơi, rốt cuộc mạnh ai nấy có cơ hội là bỏ chạy. Vì vậy hai cánh quân nhà Tùy do Hạ Nhược Bậc và Hàng Cầm gần như không gặp sức chống cự, chớp nhoáng chiếm Từ Châu và Dư Châu. Mấy ngày sau, Hạ Nhược Bậc đã tiến tới Chu Sơn, đóng quân ở Bạch Thổ Cương, sửa soạn đánh phá để mở đường vào nơi trọng yếu nhất của nhà Trần. Tuy nơi đây được Trần Hậu Chủ bố trí một số quân tinh nhuệ nhưng khí thế không còn, Hạ Nhược Bậc chỉ đánh một trận là chiếm được phòng tuyến, ào ạt đưa quân vào thẳng kinh thành. Hạ Nhược Bậc cho quân phóng hỏa Bắc Dịch Môn, thế là một cửa ngõ của hoàng cung bị bỏ trống. Trong khi ấy, Hàng Cầm cũng cho quân từ Tân Lâm tiến thẳng đến công phá Thạch Tử Cương. Viên tướng trấn thủ nơi đây mau chóng đầu hàng, còn thân dẫn quân Tùy vào hoàng cung theo Chu Tước Môn. Cuối cùng kinh đô Nam Thành đã thất thủ, quan lại, phú hộ, dân thường trong thành kinh hoàng, vơ vét tài sản còn lại rồi thi nhau chạy tứ tán. Ngay cả cấm quân trung thành cũng chỉ còn lại vài tên cùng với Thượng Thư Bộc Viên Hoàng và xá nhân Hạ Hầu Công Trần Dận tỏ ra can đảm, hầu bên cạnh Trần Hậu Chủ trong lúc nguy nan nhất. Thấy quân Tùy ồ ạt tràn vào hoàng cung, có trốn chạy cũng không kịp mà lại mất đi khí tiết đế vương, Viên Hoàng liền khuyên, đã đến nước này thì bệ hạ có kinh hoàng cũng chẳng được gì. Dù thất trận nhưng bệ hạ vẫn là đế vương một nước, nếu nghiêm cần ngồi trên ngai vàng đón tiếp rồi dùng đạo lý thương thuyết may ra cứu vớt được phần nào Giang Sơn hay chăng. Chúng tôi không tiếc thân mình xin hầu bên cạnh để đối đáp với bọn chúng. Trần Hậu Chủ trước kia tỏ ra kiêu ngạo thật sự chẳng có chút can đảm nào. Hiện tại thấy cái chết trước mắt thì run như cầy sấy, cương quyết nói, ta ở lại tức là làm mồi cho bọn chúng đánh giết tha hồ. Thà rằng trốn chạy, người ta chê cười một chút cũng không sao, may ra còn có cơ hội sống mà khôi phục lại Giang Sơn. Trần Dận cùng ý kiến với Viên Hoàng, cúi đầu nói, người ta ai mà chẳng một lần phải chết. Bệ hạ là bậc thiên tử, nếu có chết thì cũng phải chết cho anh hùng để danh thơm truyền lại sử sanh. Giả chăng quân Tùy đã bao vây hoàng cung chặt chẽ, bệ hạ có muốn trốn chạy cũng khó mà thoát được, khi ấy sẽ mang nhục vào thân. Trần Hậu Chủ nhất định không nghe, dùng rằng nói, thế giặc đang hung hãn, đao kiếm lại vô tình. Nếu gặp được quan tướng thì còn có thể nói vài lời, lỡ khi bọn quân sĩ không biết ta là ai thì đao kiếm ấy có can ngăn được không? Các người cứ ở lại mà thuyết phục bọn chúng, còn ta nhất định phải trốn bằng được. Nói xong, Trần Hậu Chủ gọi Trương Quý Phi và Khổng Quý Nhân chạy theo mình. Cả ba không kịp lấy vàng bạc hay tư trang, thậm chí Trương Quý Phi còn đang ngủ say nên chưa kịp mặc quần áo cho tử tế. Dắt tay nhau len lỏi qua các bụi hoa ở Ngự Uyển, men theo vách tường tìm lỗ hổng thoát ra ngoài. Tiếc là tường thành bao quanh Ngự Uyển rất kín đáo, ba người chạy mồ hôi ra ướt áo mà vẫn không sao tìm được chỗ thoát thân. Trần Dận và Viên Hoàng không nỡ bỏ hoàng đế chạy một mình, lấy hết sức tàn thân ra lục tục chạy theo, luôn miệng kêu gọi, thánh thượng hãy nghe lời chúng thần. Chỉ trong chốc lát bọn quân Tùy vào đây, lỡ thấy thánh thượng chạy thì còn nguy hơn là đứng lại. Nghe vậy Trần Hậu Chủ giật mình, đứng lại rồi nhìn quanh một vòng, thấy có cái giếng cạn gần đó, hai bên là bụi cây thấp che khuất. Trần Hậu Chủ mừng rỡ nói, được rồi, ta không chạy nữa. Các ái khanh theo ta trốn dưới giếng cạn này,
Tùy khuất thân một chút nhưng không ai tìm ra đâu. Sau khi quân Tùy lục soát không thấy bỏ đi, chúng ta trèo lên tìm lối khác vậy. Viên Hoằng và Trần Dận nghe Trần Hậu Chủ nói thì thất sắc, vội ngăn cản. Cái giếng này không được kín đáo cho lắm, nếu lỡ ra quân Tùy tìm được thì còn thể thống gì nữa. Chúng thần thả chết chứ không để bệ hạ nhục nhã như vậy. Trần Hậu Chủ chẳng thèm trả lời, kéo tay hai mỹ nhân xăm xăm đi lại cái giếng cạn. Viên Hoằng và Trần Dận ấy hết sức tàn chạy ra tới trước, vừa khóc lớn vừa nằm xoài ra miệng giếng, quyết lấy thân che đậy, không cho Trần Hậu Chủ trốn vào đó. Trần Hậu Chủ giận quá, cùng với Trương Quý Phi và Khổng Quý Nhân xô đẩy hai lão thần, vất vả lắm mới kéo hai người ra khỏi miệng giếng, mừng rỡ chui vào. Trần Hậu Chủ còn nói vọng lên, hai người đi nơi khác đi. Đứng đó thì có khác gì chỉ chỗ cho quân Tùy biết ta trốn ở dưới này. Viên Hoằng và Trần Dận bất đắc dĩ rời khỏi giếng cạn, vừa đi vừa ôm mặt khóc cho sự nhục nhã của một bậc đế vương trong thời điểm suy tàn. Khi Tấn Vương Dương Quảng vào đến Hoàng Cung chỉ thấy Thẩm Hoàng Hậu và Thái tử Trần Thâm mới lên 15 tuổi. Hai người một già một trẻ ngơ ngác giống như không hay biết gì về biến cố đang xảy ra. Dương Quảng cảm động, sai quân sĩ săn sóc tử tế rồi hạ lệnh cho tìm kiếm khắp nơi, không sót một chỗ nào. Vì cái giếng cạn gần với bức tường ngự uyển nên quân Tùy cũng dò theo dấu vết, đi vài lần thì phát hiện ra có người trốn ở dưới giếng cạn. Quân sĩ nghi đó là Trần Hậu Chủ nên mời Tấn Vương Dương Quảng đến. Dương Quảng sai người đốt đuốc soi xuống, thấy một người mặc cẩm bào thì cười ha hả, sai quân thả dây xuống nói, mời Hậu Chủ lên trên này, chúng tôi quyết không ra hại đâu. Trần Hậu Chủ nhất định không trả lời, giả như đã chết rồi. Dương Quảng liền hăm dọa, nếu Hậu Chủ không thích được mời, thì tôi đành phải cho quân ném đá xuống vậy. Trần Hậu Chủ sợ quá, uống quyết nói lớn, đừng ném đá, đừng ném đá, các ngươi cứ kéo dây lên đi. Bọn quân sĩ lần lượt kéo Trần Hậu Chủ, Trương Quý Phi và Khổng Quý Nhân lên khỏi miệng giếng. Vì vội vã, Trương Quý Phi không kịp mặc áo ngoài, chiếc áo mỏng manh lại bị cây cối cào xước, hở hang nhiều chỗ trông rất khiêu gợi. Dương Quảng đã nghe người ta tán tụng nhan sắc của Trương Lệ Hoa, bây giờ mới thấy tận mắt. Tuy nàng không còn non trẻ nữa lại bị một phen vất vả tơi bời, vậy mà nhan sắc không giảm sút chút nào, càng nhìn càng thấy mê say. Trương Lệ Hoa nổi tiếng là có sức hút nam nhân rất mạnh mẽ. Thấy Dương Quảng cứ chăm chăm nhìn mình thì giả vờ khép vạt áo lại một chút, đôi môi hồng nở một nụ cười mê hồn. Đôi mắt long lanh như muốn nói Dương Quảng hãy mau chiếm đoạt mình để biết lạc thú trần gian ra sao. Dương Quảng giống như mất hết hồn vía, thần thờ truyền lệnh cho quân sĩ. Các ngươi đưa Hậu Chủ và nữ nhân họ Khổng này về cung trước đi, ta có lời muốn nói riêng với Trương Quý Phi đây. Lúc đó Phó Tướng Cao Dĩnh vừa tới nơi, thấy vậy rất kinh hoàng, vội chạy lại quỳ trước mặt Dương Quảng, cương quyết cảnh tỉnh. Vương gia là người đại nhân đại nghĩa, chắc chắn thấy mỹ nhân lâm vào cảnh đường cùng thì tất nảy sinh thương cảm. Thế nhưng Võ Vương sau khi diệt được Trụ Vương, bắt giữ Đát Kỷ mà không dung thứ bởi vì nhận biết được mối nguy hiểm của mỹ nhân. Nay Vương gia quyến luyến Trương Lệ Hoa, mầm mống làm cho Hậu Chủ mất nước thì chính Vương gia cũng sẽ rơi vào cảnh mất nước sau này vậy. Thuộc hạ cả gan xin khuyên Vương gia vài lời. Xin nghĩ lại để nước Tùy mãi mãi bền vững. Dương Quảng nghe xong giật mình như tỉnh giấc mơ, cúi đầu ra lệnh cho quân sĩ đem Trương Lệ Hoa ra ngoài chém đầu. Lúc đó mỹ nhân tuyệt sắc, một thời làm điên đảo triều đình nước Trần mới vừa 29 tuổi. Nhan sắc mê hồn của nàng vẫn còn làm nhiều người tiếc rẻ. Vương triều Nam Trần diệt vong, Hậu Chủ và Thái tử Trần Thâm trở thành tù nhân nước Tùy, đất Trung Nguyên được bình yên một thời gian cho đến khi Dương Quảng nổi ác tâm. Hạ độc giết cha là Tùy Văn Đế, giết luôn cả người anh tên Dương Dũng, tự lên ngôi xưng là Tùy Dạng Đế. Bước lên ngai vàng rồi, hưởng thụ cảnh vàng son điện ngọc, quyền thế ngất trời. Tùy Dạng Đế quên sạch những lời của các trung thần khuyên can, trở thành một ông vua dâm loạn, độc ác còn hơn cả Trần Hậu Chủ. Tương truyền Tùy Dạng Đế suốt năm dòng chơi xuất du, dâm loạn không lề gì đến liêm sĩ. Nhà vua còn bắt mấy trăm vạn dân phu xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ, lập Tây Uyển còn huy hoàng hơn cả ngự uyển của Trần Hậu Chủ, làm cho nhân dân chết vì lao khổ rất nhiều. Cuối cùng, Tùy Dạng Đế không được chết yên lành như Trần Hậu Chủ. Ông bị Tư Mã Đức Kham, tổng chỉ huy cấm vệ quân và Vũ Văn Hóa Cập dùng lụa thắt cổ đến chết. Nhà Tùy nhường thiên hạ cho nhà Đường, và tình sử giữa các đế vương và mỹ nhân vẫn tiếp diễn.